Nông dân nghèo bán lấp đất mặt ruộng thành ao. Chỉ vì nghèo, hàng trăm nông dân miền Tây đã phải bán lấp đất trên mặt ruộng cho các chủ lô gạch. Lớp mặt được đã bán này càng sâu thẳm, ruộng biến thành ao sau mỗi cơn mưa, không đủ ruộng cấy cày, nông dân nghèo lại hoàn nghèo. Tình cảnh thê thảm nói trên của nông dân tỉnh An Giang thường diễn ra trước mùa nước lớn hàng năm. Theo báo Người Lao Động, tỉnh An Giang hiện có khoảng 1.600 lò gạch sản xuất 1 tỷ viên gạch bằng đất bề mặt ruộng. Người ta ước tính để cho ra lò số gạch viên nói trên, tỉnh An Giang mất đi ít nhất 15 triệu thước khối lớp đất mặt ruộng. Vào những ngày đầu tháng 10 qua, các chủ lò gạch ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang hối hả những người gom mua đất mặt ruộng, chuẩn bị để sản xuất. Trong khi chủ lò hô hào người làm công nhanh tay chuyển đất từ ruộng lên bờ, một số nông dân đứng thừ người nhìn nguồn sinh kế của gia đình mình lần lượt rũ áo ra đi. Một phụ nữ cư dân ấp Bình Hưng 2 cho biết họ phải bán lớp đất mặt ruộng để có tiền trả nợ. Giá mỗi công đất mặt ruộng được bán với giá 35 triệu đồng, tương đương với 1.700 đô. Dù biết chắc sau đó sẽ không thể cày cấy được nữa với ruộng đã mất lớp đất mặt vì ruộng biến thành ao, nông dân đành bán bụng, bán đất vì túng quẫn. Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, khoảng 25 gia đình nông dân đồng loạt bán đất mặt ruộng sâu đến 3 tấc rưỡi. Vì đó là lớp đất sét rất tốt cho việc sản xuất gạch, nên nông dân ồ ạt đua nhau bán lớp đất mặt này để mau có tiền. Chính phủ huyện Châu Thành cho biết đã ra lệnh cấm khai thác đất sét trên bề mặt ruộng nhưng người dân vẫn cứ lén bán và lén mua. Còn theo cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, nông dân vùng này đã bán đi ít nhất 22 hectare đất mặt ruộng trong những ngày qua. Ông này còn nói rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh sẽ kiểm soát việc thi hành lệnh cấm và ngăn chặn tình trạng bán đất mặt ruộng trong những ngày tới bằng vệ tinh.